Dưới ánh nắng mặt trời là mía sẽ quang hợp, tổng hợp ra các chất dinh dưỡng để tạo thành năng suất và tích lũy đường trong thân cây mía. Rệp sâu bông trắng tập trung ở mặt dưới lá mía dọc theo gân lá, sống thành từng tập đoàn trích hút chất dinh dưỡng do lá mía tổng hợp được, làm giảm năng suất mía từ 20 đến 30%, hàm lượng đường giảm từ 4 đến 5 cc, rất khó khăn cho nhà máy trong quá trình chế biến đường. Ruộng mía bị rệp hại nặng, gốc mía không thể tái sinh được sau thu hoạch, ngọn mía mất khả năng nảy mầm nếu sử dụng để trồng. Hàng năm, rệp sâu bông trắng xuất hiện vào hai thời điểm, từ tháng 4 đến tháng 6 và từ tháng 8 đến tháng 11. Giai đoạn từ tháng 8, mưa nhiều, ẩm độ cao, nguồn thức ăn dồi dào là điều kiện rệp sâu phát triển thành dịch. Rệp sâu có hai loại là có cánh và loại không có cánh. Mà có cánh và không có cánh đều trực tiếp để ra con, pha trứng của rệp nằm ở trong bụng mẹ. Khi để ra là tuổi 1 có màu xanh lam, tuổi 2 chuyển sang màu xanh lục. Và tuổi 4 là trên rệp sâu bông trắng có lớp sơ nên gọi là sâu bông trắng. Và sau từ 4 từ 1 đến 2 ngày thì rệp bắt đầu chuyển sang sinh sản, trực tiếp ra con. Trong hai loại rệp có cánh và không có cánh thì loại rệp mà có cánh là sống dài hơn và đẻ nhiều con hơn so với rệp không có cánh. Và do có cánh nên rệp có thể di chuyển từ cây này sang cây khác và từ cái ruộng mía này sang ruộng mía khác, làm cho rệp phát tán nhanh thành dịch. Có nhiều loài thiên địch ăn rệp như bò đốt kim, bò rùa. Con bò rùa này một ngày có thể ăn từ 15 đến 20 con rệp sâu bông trắng hại mía. Nếu mà trong trùng mía của ta mà khi rệp ít, bò rùa nhiều thì con côn trùng nhiều á, con thiên địch nhiều thì chúng ta không cần phải phun thuốc và nó tự cân bằng cái lượng mía. Thì khi dụng mía thì cấp hai chúng ta bắt đầu phun. Những con kiến trên lá rệp không phải ăn rệp, những con kiến này là ăn cái chất do rệp hút dinh dưỡng từ lá mía thải ra. Con kiến này ăn lại và con kiến này á, ngoài ra nó còn vận chuyển con rệp từ cái lá mía này sang lá mía khác. Nếu quả cái lá mía này bị rệp ăn thì khi rụng mía bị rệp hại nặng thì chúng ta thấy cái rụng mía là vừa có màu xanh vừa có màu đen. Màu đen này là do nấm màu đen phát triển ở trên chất thải do con rệp bông trắng nó hút cái rụng lá mía nó thải ra và nấm màu đen phát triển làm cho lá mía màu đen. Và chúng ta biết rằng mỗi lá mía sẽ nuôi một lóng mía. Nếu lá mía này bị rệp đen thì làm cho lóng mía này sẽ ngắn lại, ngắn và nhỏ lại, do vậy làm giảm năng suất và độ đường của mía sau này. Mặc dù số cây trên ruộng mía bị rệp cũng giảm, nhưng mà lóng nhỏ và ngắn nên năng suất mía sẽ giảm. Sau nhiều năm nghiên cứu quản lý rệp sâu bông trắng hại mía tại Na Su thì chúng tôi thấy rằng có ba loại thuốc Rodera, Anbom và Agraro hiệu quả phòng trừ rệp tốt. Trong đó thuốc Rodera phải kết thúc phun trước mùng 10 tháng 11. Nếu phun muộn thì hiệu quả phòng trừ rệp không cao. Loại thuốc này là lưu dận nên là chúng ta phun muộn thì nó sẽ lưu dận kém. Hai loại thuốc Anbom và Agraro thì có hoạt chất trong hơi, độ tiếp xúc bị độc, hiệu quả phòng trừ rệp rất nhanh, tốt kể cả khi mía lại gần thu hoạch sau mùng 10 tháng 11. Và đặc biệt cái thuốc Agraro này là ngoài hoạt chất như trong thuốc Anbom này ra thì có thêm hoạt chất nữa, đó là hoạt chất imidacloprid. Hoạt chất này có khả năng nội hấp, lưu dận mạnh và diệt rệp cả những nơi không dĩ rệp thuốc. Phun thuốc phòng trừ rệp sơ bông trắng khi 1-5% số lá mía bị rệp chưa xuất hiện mùi đen bằng các loại thuốc được Na Su khuyến cáo USA, Grago, Anbom, Gondra. Để phun thuốc phòng trừ rệp đạt hiệu quả cao, ruộng mía cần được bóc lá già trên toàn ruộng mía hoặc tối thiểu cứ 4 hàng bóc lá mía một hàng để phun thuốc trừ rệp theo hàng mía đã bóc. Phun kỳ và đều trên lá mía theo nguyên tắc 4 đúng. Mặc đầy đủ dụng cụ bảo hộ khi phun thuốc.